Hôm nay thầy rất là hân hạnh khi mà thầy sẽ chữa cho chúng ta bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa Và đề ngày hôm nay của chúng ta là đề số 07 Và rất là mong muốn các bạn cùng comment đáp án xuống phía dưới cùng thầy nha Nếu mà sai thì một lần sai là một lần nhớ Sai đủ 10.000 lần chúng ta sẽ thành thiên tài Câu số 41 ạ Natri cháy trong khí oxy khô tạo ra sản phẩm nào dưới đây? Natri cháy trong khí oxy khô tạo ra sản phẩm nào sau đây ạ? Natri cháy trong khí oxy khô Các bạn có comment đáp án không ạ? nát đi cháy trong khí oxy Ui, ừ, những cái câu này mà sai thì thấy nhỏ lắm nhục nhã lắm để điên đủi lắm nhưng mà này nhiều bạn sai thật đấy thực sự luôn nát đi cháy trong oxy khô thì chắc chắn bạn nào cũng có thể chọn được nó là n 2 o nhưng câu 42 là dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được aloh 3 lần nhá nhưng dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được aloh 3 lần thì chưa chắc các bạn đã chọn đúng bởi vì các bạn rất hay quên cái từ khi mà đi làm bài thi các bạn rất hay không để ý những cái từ đây ở đây là có từ không các bạn đọc mất mất cái từ không đi đi các bạn đọc là dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH) ba lần cho các bạn tô luôn cho thầy đáp án A là toang toàn luôn toàn chặt luôn bởi vì ở đây là từ không hòa tan được Al(OH) ba lần Và các bạn lưu ý cho thầy nhá Al(OH) ba lần hay tên còn gọi là nhôm hiroxit anh này là chất hiroxit có tính lưỡng tính và do nó có tính lưỡng tính nên nó sẽ bị hòa tan trong NaOH, hòa tan trong HCl và hòa tan trong o 3 Vì vậy nên cái dung dịch mà không hòa tan được nó chỉ có thể là anh natri clorua NaCl mà thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất nhiều bạn bị sai ở những câu này. Thế thì cái điểm mấu chốt để chúng ta không bị sai những câu này là chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ gạch chân cái từ khóa, ví dụ như chúng ta nhìn thấy từ không, chúng ta gạch ngay từ không để mình nốt lại trong não của mình. Các bạn nhớ chưa? Nhớ nhá Nào câu số 43 Chất rắn không màu Dễ tan trong nước Và kết tinh ở điều kiện thường Trong số những chất sau đây Những chất rắn nào là chất rắn không màu Không màu nhá Yêu cầu đầu tiên là không màu Thế tất cả bọn này đều không màu rồi Yêu cầu thứ hai là dễ tan trong nước Thế thì cái dễ tan trong nước này mình phải loại trừ ngay anh anilin Anilin là tan ít trong nước. Các bạn nhớ chưa? Bạn nào chưa nhớ thì ghi lại nhé. Được không ạ? Thứ hai là kết tinh ở điều kiện thường thì anh ăn côn etilic là không để kết tinh điều kiện thường được. Anh C3N2 không để kết tinh ở điều kiện thường được. Vậy kết tinh ở điều kiện thường chỉ có thể là anh H2N-NH2-C2COH. Anh này là amino acid Amino acid thì kết tinh ở điều kiện thường bởi vì nó tồn tại trạng thái ion lưỡng cực. Các bạn nhớ chưa? Nhớ nhá. Nhớ kỹ đấy Câu 44. 44 nào. 44 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Cho thanh kim loại sắt vào dung dịch nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học? Cho kim loại sắt vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học? Nào, cho kim loại sắt vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Chúng ta phải nắm được là điều kiện để xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học nhé điều kiện để xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học là gì là nó phải có hai cặp điện cực khác nhau về mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau nào vậy ở đây này sắt vào kcl là không có gì hết sắt vào hcl điện phân hóa học là ăn mòn hóa học vậy sắt vào cu s bốn này các bạn lưu ý này FE này cộng với đồng dương 2 này thì nó tạo thành là sắt dương 2 cộng đồng. Thì cái anh đồng này nó bám ở trên bề mặt anh sắt nhá, anh đồng bám trên bề mặt anh sắt. Đấy. Tạo thành đây này hai điện cực khác nhau về mặt bản chất. Tiếp xúc trực tiếp với nhau. Trong môi trường dung dịch chất điện ly là CUS4. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhé. Đấy các bạn thấy không? rất nhiều câu sai và rất rất nhiều bạn bị sai ở những câu như này nhá. Rồi câu 45 ạ. Nước cứng vĩnh cửu tác dụng đối với chất nào sau đây thu được kết tục. Ôi giời câu này còn hay nữa. Câu này hay lắm, câu này đánh lừa bao nhiêu bạn sai thì cái lúc mà thầy ra đề có rất nhiều bạn sai kể cả online và kể cả offline. Những cái câu này là những câu được trích ở bên trong cái đề của khóa S3 của thầy Minh. Và cái khóa S3 của thầy Minh hiện tại bây giờ giá đang cực kỳ hợp lý chỉ còn lại À, còn giá bây giờ hạt rẻ lắm, bây giờ chỉ còn có à, giá luyện đề, bây giờ chỉ còn có 399 000 thôi. Bạn nào mà muốn luyện đề với những cái đề mà cực chắc, cực chất và chuẩn trúng nhá. Dự đoán cho đề năm nay thì hoàn toàn có thể inbox cho thầy để tìm hiểu về khóa luyện đề của thầy nhá. Khóa luyện đề bây giờ cực kỳ hạt rẻ, chỉ còn 399k. Rồi ạ. Câu 45 ạ, nước cứng Vĩnh Cửu Nước cứng vĩnh cửu thì cái anh nước cứng vĩnh cửu ấy thì nó sẽ chứa cứ nước cứng là chứa canxi 2 cộng và magie 2 cộng đã các bạn cứ nhớ như vậy cho thầy cho đơn giản. Nhá. Cứ nước cứng là chứa canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Thế thì thu được kết tủa thì nó canxi 2 cộng và magie 2 cộng chắc chắn nó đớp co 2 Đúng không? Chắc chắn nó đớp co 2 trừ để tạo nên kết tủa là CaCO3 và MgCO3. Vì vậy nên câu 45 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Đấy các bạn thấy không? Nó quá là dễ luôn. Thế nhưng mà nhiều bạn sẽ bị sai câu này bởi vì các bạn ấy không nắm được kiến thức nền tảng, không nắm được kiến thức cơ bản. Nhá. Câu 46 ạ. Câu 46 ạ. Câu 46 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nào, 46 này. Các bạn cùng chọn đáp án thầy nhìn xem nào. 46 các em chọn đáp án gì ạ? Nào, các bạn chọn đáp án gì câu 46. Comment cho thầy nhìn cái xem nào. Câu 46 ạ, 46 đáp án gì ạ? 2. 46 ạ. Nào 46 46 46. 46 ạ, 46 đáp án gì ạ? 46 đáp án gì? Rồi. Rồi, 46 ạ. 46 đáp án chúng ta là trong điều kiện trong một cái điều kiện mà không có chứa oxy nhá các bạn nhá, các bạn lưu ý cho thầy nhá. Đây là trong một điều kiện mà không có chứa oxy, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây lại thu được muối sắt 3 trong điều kiện không có dư oxy thì sắt phản ứng với dung dịch nào sau đây thế thì mình lưu ý này fe thì bị thụ động trong h 4 đặc nguội đúng chưa tác dụng với cof 4 loãng mình vừa viết ở bên trên nó tạo thành sắt dương 2 tác dụng hcl loãng nó cũng tạo thành sắt dương 2 vì vậy chỉ có tác dụng hno 3 đặc nóng thì sắt của chúng ta nó mới lên sắt dương 3 thôi đấy các bạn nhớ nhá rồi câu 47 này này câu 47 này tưởng dễ mà nhiều bạn sai đấy nhá đây canxi này cộng với Cl2 này thì tạo thành này CaCl2 này canxi không này lên canxi dương 2 này vậy nó nhiều bao nhiêu nhỉ? Úi giời dễ quá hay à. đúng không? 48 hợp chất X có công thức cấu tạo ST học từ một năm trước rồi bây giờ khéo quên hết ST rồi chẳng nhớ tên gì luôn thầy vừa mới dạy cho mấy đứa lớp 11 đến lớp 12 về cách gọi tên ST đấy chúng nó ngáo lắm nào 48 ạ à. Hợp chất này có tên gọi là gì ạ? Anh này là gì ạ? Metin. Propionate nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ câu 49 ạ Ôi trời ơi câu 49 này hay này câu 49 này hay dã man luôn 49 này rất rất nhiều bạn sai nhá Nếu các bạn comment đáp án cho thầy xem 49 đáp án gì để loại bỏ kim loại đồng ra khỏi hỗn hợp gồm bạc và đồng để loại bỏ kim loại đồng ra khỏi hỗn hợp gồm bạc và đồng đây ạ người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư du dịch nào Loại bỏ đồng ra khỏi hỗn hợp bạc và đồng thì chúng ta phải sử dụng một anh mà nó tác dụng với đồng nhưng không tác dụng với bạc, nhá. Anh nào tác dụng với đồng mà không tác dụng với bạc? AgNO3 là tác dụng với đồng nhưng không tác dụng với bạc, đúng không? Nhưng HNO3 là tác dụng với cả với bạc cả với đồng. CuNO3 lần thì lại không tác dụng với cả với bạc và cả với đồng. FeNO3 lần cũng vậy. Vì vậy nên chúng ta sẽ sử dụng AgNO3. Bởi vì AgNO3 là còn lãi với bạc nữa cơ, bởi vì đồng tác dụng với bạc cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với bạc đấy là còn lãi với bạc nữa cơ bạc là còn sinh ra nữa cơ tự nhiên lại thấy nhiều hơn cơ thế nên chúng ta sẽ ưu tiên là sử dụng anh gì ạ chúng ta sẽ ưu tiên là sử dụng anh agno à, 3 các bạn nha câu 50 ạ câu 50 trùng hợp buta đen thì tạo thành polymer nào sau đây trùng hợp buta đen thì tạo thành polymer nào sau đây thế thì cái phản ứng trùng hợp buta đen ấy thì chúng ta sẽ thu được một anh ở đằng, cứ trùng hợp thì ta sẽ thu được một anh có chữ poly đằng trước nhá polybutadien nhớ thế cho dễ đáp án đúng là đáp án này. năm ạ chất nào sau đây không phân ly ra ion khi hòa tan trong nước ui câu này hay câu này hay chặt luôn nhá câu này cực kỳ hay luôn và rất nhiều bạn bị sai ở cái câu này luôn các bạn biết ca tại sao các bạn sai tại vì các bạn là không nhớ kiến thức ở đây là chất nào dưới đây không phân ly thì tương đương với việc chúng ta phải nhớ về những thằng nào phân ly phân ly là điện ly để chưa thì những thằng cái phân ly điện ly nó là những thằng axit những thằng ba nhá những thằng muối và nước đây muối này có điện ly này ba giờ có điện ly này axit có điện ly này. vậy không phân ly khi hòa tan trong nước nó là glucose nhá đáp án đúng chúng ta là đáp án d c 6 h 12 o 6 đáp án đúng đáp án d câu 52 ạ nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là gì ạ ui rồi Câu này thầy gặp không dưới chục lần Thế nhưng mà khi mà thầy chữa ấy, Vẫn có bạn xài Các bạn cùng comment xem các bạn có bị sao không ạ 52 nguyên liệu chính dùng Đây có nhìn thấy một bạn xinh gái Bạn comment này 52A đây À đúng rồi 52A quặng bồ xít chính xác Những bạn nào comment A là rất xinh gái và đẹp trai 53 Tác nhân chủ yếu gây mưa axit Này thì đảm bảo với các em là có bạn học sinh của thầy bạn ấy tô CO và CS4 đấy ạ. Nhưng mà tại sao sai ạ? Tại vì CO nó là oxit trung tính. Nó làm sao mà tăng nhân chủ yếu gây mưa axit được? Đúng chưa? Xét 4 NH3 đi NH3 tính 3 giờ làm sao thì mưa axit được? CO trung tính nhá. Vậy mưa axit chỉ có thể là SO2 và NO2 thôi các em nhá. Nhớ kỹ đấy. 54. Chất nào sau đây là chất béo? Ôi thề các em. Cái lúc mà thầy hỏi cả cái lớp luyện đề của thầy là các em các em có đứa nào bị sai câu này không thế mà vẫn có đứa nó bảo bị ăn lén giờ cái tay lên thưa thầy em sai câu này trời ơi lúc đấy thầy mới bảo là à, vậy thì thầy phải có cái câu này mà trong cái đề chống sai ngu cho các bạn là bạn đi tô là axit oleic kem ạ à. bạn ấy bảo là bạn đọc nhầm là axit béo thế nên là khi đi thi tất cả mọi điều đều có khả năng xảy ra cả nhá chính vì vậy nên chúng ta phải luyện đề thật nhiều chất nào sau đây là chất béo 3 olein Đúng không? 54 đáp án D. 55 ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số tất cả các kim loại? Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất trong số tất cả các kim loại? Kim loại nào sau đây ạ có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất trong số tất cả các kim loại? Nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất ạ thì cái anh mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là cái anh mà ngày xưa ấy được sử dụng làm trong cái gì ạ trong dây tóc của bóng đèn thì nó là Ron Fram viết tắt về keo 56 màu của Chrome là một trong những cái điều mà chúng ta rất sợ sệt đúng không FEO không phải FEO màu đen nhá F2O3 không phải Bây giờ mình còn phân vân hai này này Màu chrome căng lắm Các bạn chọn đáp án gì 56 ạ à. Màu lục thẫm Màu lục thẫm nha, nhìn kỹ nhá màu lục thẫm Loại A, loại D rồi 50-50 rồi, bây giờ còn B và C thôi Đừng đứa nào chơi mở sách giáo khoa nhá Chơi ơi, chơi bẩn, không chơi Các bạn nhớ thầy này CRO3 là màu nâu đỏ Nên CR2O3 Ở đây là chắc chắn màu lục thẫm Các bạn nhớ chưa Nhớ kỹ nha. Đấy, rất nhiều bạn sai câu này. 57 ạ. 57 ạ. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm? 57 Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm? Thế mình phải nhớ được điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt nhôm. Nào, bao nhiêu bạn còn nhớ được điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt nhôm? Điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt nhôm của chúng ta là gì? Đó là cái anh kim loại đấy nó phải đứng đằng sau nhôm trong dây điện hóa. Đúng không? Và anh kim loại đứng sau nhôm trong dây điện hóa thì không thể là natri không thể kali không thể magie được mà đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là anh chrome mà thôi chrome là anh kim loại được điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm ok năm tám phản ứng hóa học nào sau đây sai phản ứng hóa học nào sau đây sai phản ứng hóa học nào sau đây sai đồng tác dụng với sắt dương 3 để tạo thành đồng dương 2 và sắt dương 2 đúng Natri tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng Hydro đúng. Hiro tác dụng với CuO để tạo thành Cu cộng nước đúng. Vậy ở đây chỉ có này sắt không thể đẩy được kẽm được. Bởi vì sắt là anh kim loại hoạt động yếu hơn kẽm. Kẽm hoạt động mạnh hơn sắt mà, sắt làm sao đẩy được kẽm? Vậy sai là D ạ. Ok. 59. Phát biểu nào sau đây là không đúng. 59 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng có thể làm dùng giấm ăn để giảm mùi tanh của cá. Thế thì các bạn lưu ý ạ, à, mùi tanh của cá là do amin. Amin thì nó có tính bazơ. Nhá. Amin thì có tính bazơ yếu, ghi rõ yếu vào đây. Còn giấm ăn thì có tính axit. Thế thì thằng axit thì chắc chắn nó tác dụng với thằng bazơ. Chính vì vậy nên người ta hay sử dụng giấm ăn để giảm mùi tanh của cá là đúng, nhưng đây để bà bảo không đúng nha. Bạn nào đi chọn những phát biểu đúng không nhìn đến từ không kia tội A là toàn. A không phải đáp án đúng. Thủy phân hoàn toàn các triglycerides đều thu được glycerol đúng. Trong môi trường axit glu và fruct có thể chuyển hóa lẫn nhau sai chưa? Sai lẻ luôn nhỉ. Yeah. Trong môi trường kiềm nó mới chuyển hóa lẫn nhau vậy không đúng là C. Ấy, phải tính ý các em ạ. 60 ạ. À. 60 nào, 60 là một câu rất rất hay. 60 một câu rất rất hay cho magie tác dụng với HNO3 không sinh khí thì sản phẩm khử của nitơ dương nằm lại cho magie tác dụng với dịch HNO3 mà nó không sinh khí thế thì magie tác dụng HNO3 thì chắc chắn magie thể hiện tính khử rồi chắc chắn HNO3 thể hiện tính oxy hóa rồi tính oxy hóa thì nó phải có sản phẩm khử sản phẩm khử thì sản phẩm khử mà lại không sinh khí thì vậy khi và chỉ khi sản phẩm khử này tồn tại trong dung dịch Và sản phẩm khử mà tồn tại trong dịch thì nó chỉ có thể là NH4, NO3 mà thôi Đáp án đúng chúng ta là đáp án C Nhá Đáp án chính xác chúng ta đáp án C Câu 61 Câu 61 Kim loại nhôm Tác dụng dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 Đó có này thì dễ ợt nhỉ Tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 thì nó là B rồi HCl quá đơn giản 62 này kiểm tra độ nhớ này nào các bạn nhanh tay làm tay nhanh hơn mắt xem nào chất nào sau đây là tripanmitin comment luôn rồi này. chất nào sau đây là tripanmitin comment nhanh nhanh gọn nhẹ luôn rồi ôi thực sai câu này thôi về hai năm ba lứa nha yeah. mỗi lứa xương xương lấy 7 cháu tổng cộng là sau hai năm chúng ta có 21 cháu các bạn cứ tưởng tượng là sau hai năm hai à, mươi cháu nhung nhúc, nhúc nhúc đòi mẹ ơi cho con bú ti tưởng tượng như thế nào rồi nào chất nào sau đây là trifanitin đây này cái này mới là nhiều đứa comment sai này trifanitin c 15 h 31 co tất cả 3 lần c ba năm đa bản đúng đa bản c ok nhá 63 dung dịch nào sau đây hòa tan được alh 3 lần thì như thầy đã nói alh 3 lần là nó có tính là một nó là một hydroxit lũng tính và do là một hydroxit lưỡng tính nên chắc chắn 100% nó sẽ tan trong dung dịch có tính kiềm và có tính axit vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D cao hát 64 64 các kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân Ui câu này hay ạ Câu này hay top 1 luôn các kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân này? Các bạn có nhớ là đáp án gì không? Đây là phần kiến thức của phần chương kim loại kiềm. Đây là một trong số những gợi ý của thầy rồi đấy ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Là anh nào Là anh natri và anh kali các em nhá. Natri và kali, được chưa? Dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân. Câu 65. ST có công thức phân tử C8H8O2 khi cho cái chất này tác dụng với đá mắt thu được dung dịch chứa hai muối nhá chúng ta nhìn nha O2 là ete đơn chức ete đơn chức nhưng mà thu được dung dịch chứa hai muối à, thế mới càng ete đơn chức nhưng mà lại thu được dung dịch có chứa hai muối vậy khi và chỉ khi nó là ete của phenol nó là ete của phenol được không ạ? À? và do nó là ete của phenol nhá đây anh này loại đây ete ancol được chưa anh này loại do ete ancol bởi vì ete của phenol phải có dạng là r c o, -O -C h 4 r phải g tiếp tục x tham gia phản ứng tráng gương loại a loại c rồi tráng gương thì phải có đầu gì phải có đầu h -O -O r phải Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D luôn. D dễ sáu mươi 65 đáp án D. Thu được hai muối nhá, thu được hai muối này là HCOONa này, CH3C6H4ONA này và X có tham gia phản ứng tráng gương vậy phải là đầu HCO rất nhiều bạn sai ở câu 65 này và tuyên dương tất cả những bạn đã chọn câu 65 đáp án D. Các xứng đáng cho cái buổi học ngày hôm nay đã không bị lừa Đây là một trong số những câu lừa tốt 1 luôn Xin nào Đấy Dễ nhưng mà hay sai 66 ạ 66, 66 Các bước trong một quá trình làm rượu vang nho Sau khi thu hoạch nho chín Nho chín có chứa hàm lượng đường lớn Thuận lợi cho quá trình lên men Trải qua khâu xử lý đơn giản Nho sẽ được tiến hành ép và lên men Khí sinh ra trong quá trình lên men là Lên men nho là lên men glucose. Lên men glucose thì nó sẽ sinh ra đá. CO2, đáp án đúng là đáp án C. Câu 67. Câu 67. Cho từng chất gồm đây, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeNO3 2 lần lần lượt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng nhá. Lần lượt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng. Số phản ứng thuộc loại oxi hóa khử là Chúng ta phải nắm được cho thầy nhá, thế nào là phản ứng oxi hóa khử. Phản ứng oxy xóa khử là phản ứng mà có sự thay đổi số xóa của một số nguyên tố. Vậy ở đây để mà những anh này tác dụng được phép nấu 3 đặc mà nó là phản ứng oxy xóa khử khi và chỉ khi khi và chỉ khi là những anh này, những anh chất này này, số xóa chưa phải là cao nhất. Nhá. Đây sắt dương 2 chưa phải cao nhất một cháu. Đây sắt dương 8/3 chưa phải cao nhất vẫn lên ở dương 3 hai cháu. Nhưng đây sắt dương 3 rồi không được bỏ. Đây sắt dương 3 rồi, hai ba cháu. Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là có mấy? Ba cháu, đúng không? Đệ sorry, đây là sắt dương 2 ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ba, rất dễ. Câu 68 ạ. 68 nào kìa. Căng không? Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Tờ Olon được điều chế từ phản ứng trùng ngưng Vinyl sai trùng hợp chứ không phải trùng ngưng nhá. Các bạn rất hay nhầm chỗ này đồng trùng ngưng axit terephthalic với hexamethylenediamine thu được nylon 66 sai nylon 66 là phải axit adipic nhớ chưa thành phần nguyên tố trong tơ cáp rông là c h o và n đúng polystyrene được tạo thành từ trò hà ứng trùng hợp styren chứ không phải isopren đáp án đúng đáp án c càng chưa 69 này một câu thực tế này 69 một câu thực tế các bạn nhìn nhá mỗi ngày f ba tấn mía này một tạ mía thì cho 63 lít này. Nồng độ đường này, khối lượng riêng này, hiệu suất 100% khối lượng đường thu được theo một ngày là kg này. Thế thì 30 tấn mía thì bằng bao nhiêu kg? 30 tấn thì bằng là 30.000 kg. Đúng chưa? Một tạ mía thì bằng 100 kg. Ok chưa? Vậy là suy ra đây một bài toán tỉ lệ thuận này. Một tạ thì cho 63 lít nước đúng chưa với C phần trăm xác bằng 7,5 phần trăm Ok chưa và có D bằng 1,103 gam trên ml thì tương đương với là 1,103 kg trên lít Ok chưa các bạn nhìn kỹ nha, nó này tính nhá. Vậy này mỗi ngày mỗi ngày ép 30 tấn mía vậy mỗi ngày sẽ sản xuất được lít nước mía này, lít nước này, thể tích nước này. Gọi là thể tích nước là cho chuẩn. Thể tích nước là. Giải từ từ cho các bạn dễ hiểu nhé. Những cái câu thực tế này dễ lắm. Thể tích nước mía. Nó sẽ là. Đây ạ. À, một tạ là 100kg thì cho 63 lít. Đấy. Vậy đây mình sẽ có là 30.000 chia cho 100. 30.000 chia cho 100 nhân với 63 bằng bao nhiêu đấy? 30.000 chia 100 nhân 63 bằng 18.900. 18.900 lít. Ok chưa? Mà nồng độ đường ở đây hiệu suất xong rồi, nồng độ đường là 7.05. Vậy mình sẽ tìm được suy ra, mình sẽ tìm được là khối lượng nhá. Khối lượng của mỗi ngày sản xuất được khối lượng nước mía là Nó sẽ bằng đây, khối lượng riêng này 18900 nhân với 1,103 bằng nhân 1,103 bằng 20 20846,7 kg mà nồng độ đường là 7,5% Vậy mình tìm được khối lượng đường Nó sẽ bằng là 20846,7 nhân với 0,075 bằng nhân 0,075 bằng đây ạ. 1563,5 kg nhá. 13 1563,5 kg vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Các bạn thấy một câu một câu thực tế rất hay đúng không? Và các bạn chú ý rằng là đây là một trong số những dạng câu thực tế rất dễ thi nhá. Câu số 70 ạ. Sa phong hóa đây rất nhiều bạn comment đúng rất tốt. Sa phong hóa FTE, x có công thức phân tử là C4H8O2 bằng dung dịch nào dư thu được muối y và ancol z cùng xuống nguyên tử carbon ui rồi muối y và ancol z cùng xuống nguyên tử carbon ạ vậy thì câu chuyện chúng ta rất là đơn giản nó chỉ có thể là anh gì ạ c đây muối ăn côn cùng các carbon luôn nhá 70 đáp án C 71 nhúng một lá sắt dư vào dịch chứa một trong số các chất sau nhúng một lá sắt dư vào dung dịch chứa một trong số các chất sau sau phản ứng lấy lá sắt ra có bao nhiêu trường hợp tạo muối sắt 2 các bạn lưu ý nhá muối sắt 2 Fe tác dụng với sắt 3 cộng tạo thành sắt dương 2 đúng Fe không tác dụng với AlCl3 tác dụng đồng 2 cộng tạo thành sắt dương 2 đúng tác dụng với trì 2 cộng tạo thành sắt dương 2 đúng Tác dụng H4 đặc nóng tạo thành sắt dương 3. Vậy ở đây mình chỉ có FeCl3, CuSO4 và pbno 32 lần. ba cháu mà thôi. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 72. Sa phong hóa hoàn toàn. 37 gam hỗn hợp 2ST là HCOO, C2H5 và CH3, COO, CH3. Chúng ta lưu ý hai nghe này thì đều có chung công thức phân tử chính là C3H6O2. Và cùng có phân tử khối là bằng 74. Chúng ta sẽ tìm được số mol của nó là 37 chia 74 thì bằng 0,5. 0,5 bằng dung dịch NaOH đun nóng. Được chưa? Vậy mình thấy rằng anh này este đơn chức thì phản ứng với NaOH tỷ lệ mol 11 và anh này 0,5 thì anh này là 0,5. Vậy mình tìm được khối lượng của NaOH bằng 0,5 nhân 40 0,5 mà nhân với 40 thì bằng 20 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ 20 gam. Câu 73. Cho các phát biểu sau. Số các phát biểu đúng là cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh, chính xác. Dầu thực vật, dầu nhất bôi trơn của máy đều có thành phần chính là chất béo, sai, dầu nhất bôi trơn nó là hydrocarbon, Cao su sau khi được lưu hóa thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn, chính xác. Khi làm trứng muối, ngâm trứng trong dịch NaCl bão hòa hiện thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Câu này rất nhiều bạn sai. Cái này đúng ạ, đông tụ protein thì protein có khả năng bị đông tụ trong môi trường axit, trong môi trường kiềm và trong muối nhá. Thành phần chính của bông nón là cellulose chính xác và để giảm đau nhức khi bị kiến đốt thì kiến đốt là chúng ta coi như là bị bỏng axit HCOH thì chúng ta bôi vôi, vôi tôi là CaO nhá đúng chưa xe quá hai lần ạ vui tôi thì anh này có tính ba giờ nó sẽ trung hòa axit và nó sẽ làm dịu bê tốt được chưa vậy mình có a c d e g năm nhận định đúng đáp án đúng chúng ta là đáp án a bảy ba đáp án a bảy tư thực hiện các thí nghiệm sau số điện nhận tạo thành chất khí điện vân nóng chảy NaCl thì chắc chắn mình sinh ra khí clo một cháu cho lượng dư KHS4 vào BaHCO3 lần mình sẽ có H cộng cộng HCO3 trừ để tạo thành khí CO2 bay lên hai cháu. feo 3 ba lần vào HCl thì không sinh ra khí do sắt dương này sắt dương 3 rồi, không phản ứng. Kim loại natri vào dung dịch CuCl2 thì natri tác dụng với nước tạo thành khí hydro ba cháu. Hòa tan hỗn hợp Fe FeO tỷ lệ mol 1:3 trong dịch HCl thì Fe chắc chắn tác dụng HCl để tạo thành hydro bốn cháu. Vậy tổng cộng mình có 4 cháu nhá Đáp án đúng chúng ta Đáp án C Ok men Câu 75 ạ à. Một loại phân bón Trên thị trường ghi chỉ số NPK Là 20, 20, 15 Nếu khối lượng của một phân bón là 50 kg Thì khối lượng NPK có trong phân bón đó là bao nhiêu Thì bạn lưu ý ạ à, Ở đây mình liên quan đến chỉ số của phân bón N P K mình phải hiểu 20 20 20 15 thì tương ứng với anh này là phần trăm khối lượng nitơ bằng 20. Anh này là phần trăm khối lượng phần trăm khối lượng P2O5 bằng 20%, phần trăm, phần trăm phần trăm khối lượng K2O bằng 15%. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ xác định được thứ nhất khối lượng của nitơ bằng 0,2 x 50 bằng 10. Ok chưa? Loại B. Thứ hai, khối lượng của P2O5 bằng 0,2 x 50 bằng 10. Và từ đó mình sẽ tìm ra được khối lượng của phốt pho bằng 10 chia 142 x 2 x 31 bằng. Đúng không ạ? Bởi vì hỏi khối lượng phốt pho mà. Thì đây 10 chia 142 ra số mol PO5. 10 chia 142. Được chưa? Nhân 2 là ra số mol P4. Được chưa? Rồi nhân 31 là phân tử khối là nguyên tử khối của P4 bằng 4,36 nhá. 4,36 thì chắc chắn đây là 4,37 rồi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy nhá, các bạn cẩn thận nhá, câu 75 đáp án phải là đáp án D. Câu 76 á. Số phát biểu đúng là Fructose là monosaccharide duy nhất có trong mật ong sai và chiếm 40% mật ong, glu chiếm 30%. Axit acetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol chính xác bởi vì axit thì nó có liên kết hydro còn ancol thì không. À, an ancol thì có nhưng mà liên kết hydro của ancol thì yếu hơn liên kết hydro của axit. Đúng không? Dung dịch lysine không làm đổi màu quỷ tím là sai. Lysine chúng ta có hai nhóm NH2 nhá và một nhóm CH nên nó sẽ làm quỷ tím đổi thành máu nó sẽ làm quỳ tím đổi thành máu xanh được chưa không là độ màu là sai quần áo diệt bằng tơ tằm không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm chính xác bởi vì nó dễ bị thủy phân nước ép của quả chuối chín có khả năng tham gia phản ứng bạc chính xác bởi vì nó có glucose hai bốn năm ba cái bê bỏ bảy bảy ạ bảy bảy một cái rất hay V -lít dung dịch nào mắt thí nghiệm là sau đây làm pH dung dịch tăng. Bây giờ anh này đã là dung dịch kiềm rồi thì pH tăng lên tương đương với việc là tính kiềm tăng, nhá, tính kiềm tăng. Thế nào nếu mà muốn mà tính kiềm tăng ấy thì không thể nào thêm nước cất được nó phá loãng, không thể nào thêm HCl được, nó làm giảm pH. Vậy để cho tính kiềm nó tăng ấy thì khi và chỉ khi chúng ta phải thêm dung dịch kiềm. Nhưng ở đây mình có dung dịch kiềm cao H và dung dịch nào H bây giờ chọn dung dịch nào? <laughs> chọn dung dịch nào mới nhục? Vậy? Đúng không? Chả nhẽ có hai đáp án đúng? Không phải đâu để cho pH dung dịch tăng thì tính kiềm tăng, tính kiềm tăng thì nồng độ OH trừ phải tăng, nồng độ OH trừ phải tăng thì mình phải pha vào nó một anh có nồng độ cao hơn nó. Đúng không? Có thấp hơn nó làm cho nồng độ nó giảm. Nên đáp án đúng 77 phải là đáp án A. Thấy chưa? 78 á, số pháp biểu đúng. Oxy hóa của glucose bằng hydro. Thì hydro là khử chứ không phải là oxy hóa nhá. Hydro là khử chứ, làm sao là oxy hóa được? Nên là khử glucose rất phải oxy hóa sai ngay từ cái đầu tiên. Trimethylamin là amin bậc 3 đúng rồi. Có thể dùng phản ứng màu bí rê để phân biệt. Đây, dipeptide và tripeptide được. Phenol là tan tốt trong nước lạnh sai tan làm gì có tan ít trong nước. Chất béo lỏng khó bị oxy hóa bởi oxy không khí hơn chất béo rắn sai chất béo lỏng dễ bị oxy không khí oxy hóa hơn nên dễ bị ôi thiêu hơn. Cao su là loại vật liệu polymer có tính đàn hồi chính xác. B, C, F nhá mình có ba nhận định đúng. À. Câu 79. Wow, 79 một câu rất hay luôn. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn XY có số mol bon bằng nhau vào nước thu được dung dịch Z, tiến hành thí nghiệm sau. XY số mol bon bằng nhau nhá. Vào NaOH dư thì vào Z thì thu được N một mol kết tủa. N3 dư vào Z thì thu được N2 mol bon kết tủa. AgN3 dư vào Z thì thu được N3 mol bon kết tủa. N1 là nhỏ nhất. À vậy suy ra là nó phải kết tủa với OH trừ là kết tủa nhỏ nhất. Vậy thì mình sẽ đi tìm những cái anh nào mà có kết tủa bị hòa tan trong hot trừ dư. Anh này là không có nên là thằng 1 và thằng 2 kết tủa bằng nhau. Nhá. Anh này là không có do bằng gì vậy thằng 1 thằng 2 kết tủa bằng nhau. Đây này. Anh này được, anh này được, hai này được. Bởi vì là cho nó dư vào đây thì có kết tủa FE 2 hai lần. Đấy, hai thằng này tương tự nhau đều thu được kết tủa FE hai lần. Nó 3 dư vào thì thu được cả kết tủa FE hai lần và AlOH ba lần. Ok chưa? Bây giờ đến cái khó nhất này AG nổ 3 dư vào thì thu được N3 mon kết tủa và kết tủa nhiều hơn Thì ở đây là bạc cộng thì tác dụng với sắt dương 2 này như nhau Đúng không? Nhưng bạc cộng ở đây tác dụng với CL trừ này thì khác Riêng thằng này có CL trừ nên nó sẽ làm tăng khối lượng kết tủa Vì vậy nên câu 79 đáp án đúng chúng ta là đáp án B Xịn chưa? thầy viết cho bạn nhìn nhé OH trừ này, thí nghiệm 1 này OH trừ cộng với này Hỗn hợp gồm sắt 2 cộng này nhôm 3 cộng này, Cl- trừ này, NO3- trừ này thì chắc chắn anh này sẽ tạo đầy NaOH trừ dư sẽ chỉ tạo thành kết tủa FeOH hai lần thôi, một kết tủa. Số 1 bằng nhau đặt 1 đi. 1 1 thì anh này là 2. Anh này là 3, đúng không? Tiếp tục ạ. À, thí nghiệm 2. Thì cho NH3 dư. Cộng vào thì cũng thu được kết tủa FeOH hai lần. Fe OH 2 lần Và do NH3 dư thì mình còn thu được cả kết tủa AlOH 3 lần nữa Đây số mon sắt này là 1 Số mon Fe OH 2 lần này là 1 Số mon nhôm này sẽ là 1 Đây là lớn hơn chưa Nhưng mà bây giờ thêm AgNO3 dư này Thí nghiệm 3 này AgNO3 dư này Thì mình sẽ thu được kết tủa Bạc cộng cộng với sắt 2 cộng Thì tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc Thì chỉ có 1 thôi Nhưng mà AgCl Thì có 2 nên 2 cộng 1 là 3 là lớn nhất vì vậy đáp án đúng là đáp án B. Tỉnh chưa? Câu 80, câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. HCl là một chất đầy đề, đề một câu thực tế rất hay nha các em nhé. HCl một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ là tương đây. HCl đấy ạ, là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày và nó có cái nồng độ là như thế này. Nha. Nó có cái nồng độ là như thế này căng chưa? Càng đét đẹp, đẹp luôn nhờ Thế này Nếu thiếu HCL trong dạ dày thì thức ăn không thể chuyển hóa được Lâu dần gây suy nhược làm bla. Là. Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít Dung dịch chứa hỗn hợp chất lan lỏng Trong đó chứa tương đối HCL Nếu khả năng hấp thụ Breaking soda người bệnh là 65% Hấp thụ, tiêu thụ Khối lượng breaking soda cần đưa vào cơ thể Để duy trì độ pH trong dạ dày Ở mức 3 là bao nhiêu Đấy, thế bây giờ mình phải tính này Thứ nhất này, mình sẽ tìm được là trong dạ dày mà khi chưa uống thuốc khi chưa uống thuốc nhé đây ban đầu đấy ạ thì sẽ có số mol của HCl chính bằng này đây ạ. 0,09125 chia 36,5 bằng 0,09125 chia 36,5 bằng 2,5 x 10-3 2,5 x, x 10-3 Ok nhá Tiếp tục ạ à. pH bằng 3 Thì tương đương với lại nồng độ của H cộng Nó phải bằng là 10 mũ trừ 3 Nên suy ra là số mon H cộng Mà mong muốn giảm về CM bằng N trên V N bằng CM nhân V 10 mũ trừ 3 Nhân V là nhân 1,5 bằng 1,5 x 10 mũ trừ 3 mol. Ok chưa? Vậy suy ra là số mol HCl cần bị loại bỏ. Cần bị loại bỏ. Bởi breaking soda là bằng 2,5 x 10 mũ 3. Trừ đi 1,5 x 10 mũ 3. Bằng 1 x 10 mũ 3. mol Vậy thì ngay lập tức mình sẽ tìm được chính bằng là số mol của NaHCO3 phản ứng bởi vì chúng nó phản ứng với nhau theo tỷ lệ mol 1 Vậy từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của NaHCO3 cần uống. Cần uống là 1 x 10 mũ trừ 3 nhân với 84. Đúng chưa? Và chú ý rằng ở đây là hiệu suất tiêu thụ là 65%, vậy đây là chia cho 0,65. Bằng 1 x 10 3 x 84 chia 0,65 bằng Đây ạ, 0,129 0,129 gà Nhá 0,129 gà Và đáp án đúng của chúng ta ở đây Nó là đáp án 0,129 gà Đáp án này Một bài rất dễ, một bài rất xịn Một bài thực tế rất hay Dành cho tất cả các bạn và kè Đấy, các bạn thấy không ạ ở trên đây thầy vừa mới hướng dẫn cho các em làm trọn bộ 80 câu chống sai ngu lý thuyết hóa. Và như các bạn thấy thì phần thực tế là một cái phần mà rất là rộng. Và thầy Minh phủ rất rất nhiều các câu thực tế trong mỗi một cái đề ở bên trong khóa luyện đề của thầy Minh là lại những câu thực tế dạng nó khác hoàn toàn nhau. Với mục tiêu năm nay của thầy Minh là tổ chúng dạng bài thực tế bởi vì hai câu thực tế là hai câu mà quyết định được là năm nay các em có được điểm cao hay không. Những bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học luyện đề của thầy Minh thì vui lòng inbox cho fanpage nhá. Và buổi học hôm nay thì xin phép kết thúc tại đây và hẹn gặp lại chúng ta vào những buổi học tiếp theo với chống sai ngu lý thuyết hóa đề số 08, chống khai sai ngu lý thuyết hóa đề số 09 và 10. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em và chào tạm biệt tất cả các bạn và các em và nhớ follow theo dõi fanpage của thầy Minh và nhớ click vào nút chuông và nhớ thả thật nhiều tim cho thầy Minh nhá. Bye bye, chào tạm biệt.